Nhanh đi. Hai cha con phạt với nhau. Nhanh đi. Cái mũi đó, cái mũi không kìa. Để em lấy đồ em ấy. Sao phạt có chút xíu vậy? Tội quậy nè, phải phạt mạnh chứ. Phạt mà người cười tươi vậy, người phạt với người bị phạt cười tươi vậy hả? Bị phạt rồi đó. No. Phạt mà nhau thì sợ luôn. Ủa, người bị phạt mà. Hả? Thế nên làm gì? Hả? Cười cái gì? Trời ơi, mẹ kẹp cái kẹp một bên hông vậy, nó là lên chính giữa luôn. Ui trời. Nó đất trời. Giờ luôn em. Trời ơi, để cho nó tấn công em dữ vậy xả. Rước. Bà trong đây tới thui hết quay phim được rồi. Bà bồng ra coi. Anh nheo. Bà kêu kìa. Để bà cho ra. Anh nheo. Bà kêu kìa. Anh nheo. Nè. Nhìn lên. Anh đưa cho nó cầm chút xíu rồi. Hả. Anh giật lại. Nheo bắt rồi đó, thấy chưa? Cái mặt bị dụ nè. Nheo. Đen nheo, anh kêu cứ nheo hoài chết tên con tôi nha. Múp bà. Đứng lên. Nó tìm cách đứng lên ha. Nè. Ê. Nheo. Nè. Đó, nó dịnh đứng lên á. Anh đưa cái tay cho nó để dịnh đứng lên. Hết mê cái đó rồi. Oh, để em lấy tập bồng mà máy lên mũi cho con. Bye bye bà ngoại nha. Nãy giờ bà ngoại thấy bị phạt rồi quậy không? Phạt nhoi à.